Sao? Đi được sao đi được? Thấy cái dốc à. Dốc lắm.
Đúng rồi. Sợ mưa không lên. Có mưa thì phải lắp xích. Ui, vậy không giao xuống. Thì xe thì việc cái gì vô đây gửi đi, gửi thằng em cũng được này. Đúng rồi. Đâu rồi. Xe để ngay vào đập nữa. Thì biết rồi, để nhau đi vô đây, vô thẳng đèn vô đây gửi đây cũng được này. Cái bên kia thì đi xa. Sao có vòng qua bên này hả? Đấy. Đứng bên kia câu cũng được. Cái nào trả câu được. Kia biết câu được không? Bên kia nó cũng có mực sâu mà. Câu cá bên kia ngon đấy nhỉ. Tình hình vừa hụt một con tỉ đẹp lắm nha, con hàng khủng luôn. Trước khi nó tỉ là thấy đấy, ở ngoài nó có tăm to lắm, không biết là con cái gì tỉ ghê thật ấy. Mà giật lên lưỡi lục cũng bị lật xui vậy chứ không biết. Quả đấy lưỡi lục không lật giật chắc luôn ấy. Tiếc quá.
lên chép nhá. Chép không được to lắm nhưng mà cũng được phê, được cầm tay tương đối phê nhá. Đấy, ngay đuôi con này thì không thể là con tỳ hồi sáng được. Cái con hồi sáng tỳ đẹp lắm. Dính đuôi thì không ra được. Ok, nói chung cũng có cảm giác cầm tay dịch phê lắm. Hồi sáng mà đụng với con hồi sáng thì mới ngon. Con hồi sáng tỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Tình hình là hôm nay được mấy con cá rô với được một con chép và có bị một con cá hu, còn con cá to nó đè phao mà nó lưỡi lục nó lật dệt không dính, quá tiếc luôn. Giờ quay cá cho mọi người xem này. Cá chép nhỏ chắc lục thả lại nhé mọi người nha. Mấy cá rô à, chúng ta tiếp vào, chúng ta kéo lên bờ luôn nhé. Rô phi à, chép này, chép vàng. Cái hồ này cá chép nó nhỏ nhỏ, các loại nhỡ nhỡ này nhiều lắm. Con cá này lộc thả lại nhé mọi người nhé. Cá rô thì bắt, cá chép lộc thả lại nhé mọi người nhé. Chép vàng này. Thịt cá ở hồ này ăn cực kỳ ngon. Chép vàng này, cu. Thả nha. Bơi nha. Ok, thôi video này kết thúc đây nhé. Sau Lộc sẽ đánh bằng lục cần tay loại 6.3, đang đặt cái cần 6.3 tương đối cứng. Thôi chào mọi người nhé, gần về thôi.